Xin chào tất cả các ba, các chú, các anh, các chị và các bạn đang coi cái clip của Quang. Vâng, và như đã hứa thì như cái clip trước ấy thì cái clip này Quang sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách chọn cái con họa làm nhiều clip về họa mi quá rồi, quen mồm rồi, vừa nói đã đến nhắc đến họa. Quang clip này Quang sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách chọn cái con chòe than con, chòe than non, trống hay mái. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi, nó không có gì là khó khăn cả, nhưng mà đòi hỏi là mọi người cũng phải có một chút cái kinh nghiệm. Thì như các bạn đã biết đấy, thì trước đây thì Quang cũng đã nuôi cái chòe non rất là nhiều, và đến đợt đầu vụ vừa rồi thì cũng có nuôi. Và đây thực tế là hai cái con chòe Quang nuôi từ đầu vụ đó, thì nó hai cái con trống và con mái thì nó tách, nó riêng biệt, nó rõ ràng ra đây. Cái hiện tượng hôm nay Quang cũng đã tách lồng rồi và thả chung vào để làm clip hướng dẫn cho các bạn ấy. Thì cái hiện tượng là cái con trống là nó đuổi đánh luôn cái con mái. Đây thì đây là cái con chòe than trống này, còn đây là cái con chòe than mái. Thế thì khi mà đến cái tầm này rồi ấy, thì cái phân biệt ấy, thì với một số bác, một số các bác, các chú hoặc là một số anh chị, các bạn mới chơi thì rất là khó. Để mà cách cái phân biệt nó dễ nhất ấy, thì chúng ta chỉ có mỗi cách cái duy nhất ấy, là chúng ta chọn, là chúng ta nhìn cái hàm dưới của cái con chòe than non. Thế, thế còn nếu như có kinh nghiệm rồi ấy, thì thường thường ấy, thì nhìn mặt cái con mái đây, các bạn đấy, nhìn mặt cái con mái thì nó dại dại hơn là cái con trống. Đấy, thì nhìn cái mặt cái con trống ấy thì nó có cái vẻ dữ dằn và nó sắc sảo hơn. Thế vì những cái người có kinh nghiệm thì người ta nhìn được. Thế còn nếu như các bạn mà chưa có kinh nghiệm ấy, thì nó rất là khó. Đấy. Đây là một cái tổ chòe non mà Quang cũng mới mua ngày hôm qua ở ngoài phiên chợ. Đấy, thì cái cách phân biệt chòe than con trống mái thì như sau. Đây các bạn chỉ cần ngửa cái cằm của nó lên thôi, đừng cầm vào tay. Cái chim non con này thì chúng ta cố gắng chúng ta hạn chế đừng cầm tay con chim, bởi vì nhiều bạn đây. Cái các bạn có thể ngửa cái cằm này. Đấy, cái cằm phía dưới này của con chim nó đen xì như thế này. Đấy, cái hàm dưới nó là cái con trống. Đấy. Đây. Các bạn thấy là đen xì này, là con trống đây. Và đây là con mái này, con xoay đây này. Hai con trống nó quay đầu ở bên và con mái đây. Các bạn thấy cái cằm dưới của nó nhạt hơn rõ ràng không ạ? Đấy, đây thực tế đây, Quang quay clip đây. Đấy, các bạn nhìn rõ nhé, đấy cái cằm dưới của con mái này mà thấy nó nhạt hơn. Đấy, thì còn xoay lại đây là hai cái con trống này. Đây, cái con trống này các bạn phân biệt rất là rõ ràng, các bạn nhìn đó, đen xì ở phía dưới này. Đấy. Thì khi mà các bạn bắt được một cái tổ chòe con thì nó rất là đơn giản thôi. Ví dụ như một tổ thường thường ấy thì một tổ đầu vụ của nó thì có thể có tổ đến tận 6 con. Đấy. Như vừa rồi thì Quang mua hai tổ đầu vụ ấy, là một tổ 5 con và một tổ 6 con ấy, thì cái tổ 6 con là những 4 con trống và 2 con mái. Thế còn cái tổ 5 con ấy thì nó được 3 con trống, 2 con mái. Đấy. Thì đây chim đầu vụ Quang nuôi là đã đến tầm này là đã biết mổ hạt cám cứng rồi. Đấy. Quang tách riêng từng lồng ra đây thì Quang thả chung vào đây thì để làm clip cho các bạn thôi, chứ còn thả vào như này là bây giờ cái tầm này là tranh giành mồi là rất dễ đánh nhau. Đấy. Thì cái clip này thì đây các bạn thấy đây, đây nha các bạn, khi mà các bạn nhìn này. Đấy, cái hàm dưới này nó đen xì như này là cái con trống này. Đấy. Ngược lại cái con mái đây các bạn thấy này. Các bạn mở lên này, đấy thì nó nhạt hơn này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Cái cằm dưới này này, đấy là nó nhạt hơn. Thế thì cái trường hợp mà chúng ta mua cái con chim chòe con mà rõ ràng là cằm dưới nó đen xì nhưng về nó vẫn là thành là con mái thì như thế nào? Thì Quang cũng chia sẻ với các bạn là cái năm kia là chính thức là Quang nuôi lại chòe than con. Đây các bạn thấy là đến cái thời điểm mà tranh giành mồi là đánh nhau này. Đấy, thấy không? Đấy. Các bạn thấy là cái thời điểm khi tranh giành mồi là đánh nhau dữ dội này. Đây, cái con, các bạn thấy nhá, cái cằm dưới của con chòe than trống này thì sau này nó đen xì như này. Đấy, Quang sẽ thả đây và Quang sẽ bắt cái con mái ra cho các bạn xem này.
Đây, cái cằm dưới của con mái này thì nó sẽ nhạt hơn này. Đấy, nó nhạt và nó màu hồng như này thì nó sẽ là con mái. Đấy. Vâng, thế cái clip này thì Quang hướng dẫn cho mọi người về cái cách chọn chòe than con, trống và mái. Đấy, nó rõ ràng như thế. Thế Quang cũng trong cái clip này thì Quang cũng xin được chia sẻ với các bạn là lại về cái vụ việc năm kia Quang có nuôi cái chòe than con. Đây, các bạn thấy hai con đen xì là con trống này. Đấy, nói lại một lần nữa cho các bạn thấy này. Đây, cái con này là nó sẽ nhạt hơn này. Đấy, nó cái cằm dưới này, cái hàm dưới này, nó sẽ nhạt như này, là con mái. Đấy, thế thì cái clip này chia sẻ với mọi người về cái vụ mà cái hàm dưới này nó đen xì nhưng nuôi lên nó cứ nhạt dần lên thì thành con mái. Thì đó là do cái lương tâm của người bán hàng không tốt. Đấy, cũng như nhắc lại về cái sự vụ năm kia Quang có nuôi trẻ con lại. Thì mình đã đặt trên mạng mua một tổ. Đấy, 5 con. Thì về thì Quang kiểm tra thì nó đen xì hết cả 5 con ở hàm dưới này. Mình cũng có nói với một số anh em đến nhà bảo quái lạ, sao làm gì có cái chuyện một tổ lại đều 5 con trống. Thì khó lắm. Đầu vụ thì cũng có những cái sự vụ là có thể 4 con trống một con mái, nhưng mà nó phải đen với cả nhạt nó rõ ràng. Đây một tổ của mình mua nguyên xì mà toàn bộ nó đen xì. Thế thì khi mà nuôi lên một thời gian cũng rất dài, độ khoảng gần 2 tháng trời đến lúc nó thay lông, thì toàn bộ là mái hết và cái cằm nó cứ nhạt dần đi. Đấy, thì Quang nói đến cái lương tâm của người bán hàng là gì. Người ta, các bạn không thể biết được đâu, người ta sẽ dùng cái xì đen. Và các bạn thì cũng có người thì có thể nói, cũng có nói với Quang là người ta dùng cái sơn móng tay đen. Nhưng mà Quang nghĩ là cái xì đen là cái chắc chắn nhất. Cái xì đen đó người ta sẽ dùng cái tăm bông. Người ta sẽ dùng cái tăm bông, người ta sẽ quệt quệt vào cái cằm dưới của con chim này cho nó đen xì đi. Đó, thế là các bạn rất là dễ bị lừa cái chuyện đó. Đấy. Thì cái clip này Quang nói ra thì thật sự là do có rất là nhiều người bán hàng là không hài lòng với cái chuyện này. Nhưng mà thực sự là không thể nào chấp nhận được. Cũng như thực tế Quang cũng đã bị dính phải một cái tổ và thất vọng hoàn toàn. Đấy là đến tận năm nay thì Quang mới chơi lại chòe than. Và cũng tìm được một số nơi tin tưởng để mình đặt mua các cái tổ nó chuẩn. Đấy, thì như hôm qua thì Quang cũng có ra phiên chợ thì người ta có bảo hành là đây là nguyên một tổ 3 con. Đấy, thì chắc chắn là tổ khoảng tầm giữa vụ như thế này. Đây nó chưa phải cuối vụ, cuối vụ thì nó phải tầm tháng 6 vẫn còn chòe con cơ. Đấy, cuối tháng này mới là cuối cái tháng 5 dương lịch này thì vẫn còn chòe con, thì nó gọi là chòe cuối vụ. Đấy, thế còn cái xòe đầu vụ ấy thì là tầm tháng cuối tháng 2 đầu tháng 3 đã có, là cuối tháng 3 gì đấy. Đấy, thì cái tổ này thì đấy, như các bạn thấy là rõ ràng là hai con trống hay là đây là nó đen xì cái cằm này đúng không ạ? Đấy. Đây cái phía cằm dưới này là đen xì này. Đấy, còn cái phần cái con mái thì nó sẽ nhạt phách như này. Đấy. Thế còn cái trường hợp bây giờ mà dùng cái tăm bông mà lấy cái xi đen mà bôi quẹt ở phía dưới này thì nó cũng đen xì, thì rất là nhiều người sẽ bị nhầm lẫn ở cái chuyện đó. Đấy, thì cái này thì các bạn mua chim thì tìm cái chỗ nào tin tưởng mà mua nhé. Còn cái clip này thì Quang xin dừng lại ở đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Quang và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip sau.